Trong cuộc gặp mặt bạn bè, mọi người rủ nhau chơi một ứng dụng vô cùng hot. Nó có thể đoán được tuổi thọ của người chơi. Nhìn nè, như vậy là người này có thể sống 60 năm nữa, người này còn 30 năm nữa. Chỉ có cô gái này mặt biến sắc, thì ra do trên app hiển thị rằng cô chỉ còn 3 giờ để sống. Nhìn biểu cảm lo lắng của cô, mọi người đều cười nhạo, bọn họ không tin vào trò này. Sau khi buổi hẹn kết thúc, bạn sẽ lái cô đưa về, nhưng cô biết bạn trai đã uống say. Cô khuyên anh đừng lái xe nữa, nhưng anh ta không nghe. Lúc này cô đột nhiên nhớ ra cái ác quỷ quái kia, nên cô quyết định đi bộ. Đột nhiên điện thoại reo lên chuông thông báo, cô lấy ra xem thử, thời gian đến ngược còn 7 phút, cô cảm thấy có chút bất an. Trời thì tối, cô càng đi càng sợ. Lúc chuẩn bị về tới nhà, điện thoại lại kêu lên một lần nữa, chỉ còn không đầy 2 phút, cô sợ hãi, nhanh chóng chạy về nhà, đóng chặt cửa lại. Nhưng điện thoại liên tục kêu, như tiếng gọi tử thần đang thôi thúc cô ấy, càng nghĩ càng sợ, cô liền tắt nguồn điện thoại đi. Lúc này cô mới có thể bình tĩnh lại. Sau đó cô bước vào nhà tắm, muốn tự rót cho mình cốc nước, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Cô bước lại gần, khi đang định giơ tay kéo tấm rèm nhà tắm, thì đột nhiên khi cô ngã xuống, thì đồng hồ cũng vừa chạm mốc không, kết thúc sinh mạng. Mà cùng lúc đó, người bạn trai lái xe trong lúc say xỉn cũng gặp tai nạn, một nhánh cây to đụng trúng vào ghế phụ xe, đó là chỗ mà cô gái kia thường ngồi. Điều đó có nghĩa là, cho dù cô không xuống xe, đêm nay cô khó mà thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Người bạn trai không chết được đưa tới bệnh viện, nữ chính là y tá trong bệnh viện này. Cô nhìn thấy anh bạn trai tâm trạng bất ổn, liền an ủi anh liền cho cô xem cái ác kia, còn nói thêm là tuổi thọ của anh chỉ còn lại 19 tiếng nữa. Nếu như cái chết của bạn gái anh không phải ngoài ý muốn, như vậy là anh cũng sắp chết rồi. Quyên không tin và an ủi anh đừng nghĩ linh tinh. Cô đem chuyện này đi kể với đồng nghiệp, hai đồng nghiệp tò mò lập tức tải app về. Kết quả là màn hình hiển thị thời gian họ sống còn 5 năm nữa. Bọn họ không tin lắm và cười cho qua. Nhưng sau khi tan làm, Quyên không nhịn nổi tính tò mò, muốn tải app xem thử. Kết quả cô phát hiện thời gian sống của mình chỉ còn lại 2 ngày. Tuy cô không tin nhưng vẫn thấy có chút lo lắng. Bên này chàng trai gặp tai nạn, chuẩn bị phải làm thời gian phẫu thuật. Anh nhìn thời gian đến ngược chỉ còn lại 3 phút, lẽ nào anh sẽ chết trên bàn phẫu thuật? Anh quyết định không làm phẫu thuật mà rời đi. Nhưng vừa đi tới khúc cua thì anh thấy phía trên có một chiếc gương, trong gương phản chiếu gì đó. Anh liền nhanh chóng chạy tới cửa thoát hiểm, đột nhiên đèn cầu thang tắt. Sau đó điện thoại reo lên, anh lấy điện thoại ra xem, chỉ còn lại gần 2S. Lúc này có tiếng chân bước lại gần, anh ngẩng đầu nhìn lên mình, không ngờ là người bạn gái đã chết. Anh bị dọa sợ hãi, bạn gái liền vội vàng tiến đến chỗ anh. Trong khoảnh khắc thời gian đến ngược bằng không, anh rơi xuống lầu mà chết. Hôm sau Quyên nhận được tin anh chàng kia chết, liền cảm thấy bất an. Cô tìm lại điện thoại của anh chàng kia mà muốn xem thời gian đến ngược, nhưng không mở được khóa. Cô tới nhà xác tìm anh, cô muốn xem điện thoại của anh ấy, điện thoại phải mở khóa mới xem được, nhưng anh ấy đã chết rồi. Cho nên cô đã lên đến nhà xác, cô mở khăn che thi thể của anh lên, sau đó túm lấy tay của cái xác, dùng vân tay để mở khóa, nhưng vẫn không mở được. Hết cách, cô đành banh mắt anh ra, dùng tay ít mở điện thoại mới mở được khóa điện thoại. Cô nhìn thời gian đến ngược quả nhiên đã trở về không. Cô trở về phòng làm việc, nhìn lại thời gian của mình chưa đầy 2 ngày thì vô cùng lo lắng. Lúc này có một bác sĩ gọi cô vào phòng bệnh, lúc đầu chỉ là bàn giao công việc, nhưng sau đó bắt đầu quấy rối cô, thậm chí muốn cưỡng hiếp cô. Quyên đẩy bác sĩ biến thái ra, nhưng địa vị của hắn rất cao, Quyên không làm gì được hắn. Hơn nữa, bây giờ cô có việc đáng lo hơn. Buổi tối về nhà, cô muốn xóa cái app đó đi, nhưng không sao xóa được. Cô ngày càng lo lắng. Hôm sau, em gái tới tìm cô, muốn ở cùng cô mấy ngày, nhưng Quyên gặp quá nhiều chuyện phiền phức, không muốn liên lụy em gái, nên bảo cô em rời đi. Em gái không hiểu chuyện, tức giận bỏ đi. Sau đó Quyên tới cửa hàng điện thoại, mua một chiếc điện thoại và sim mới. Nhìn chiếc điện thoại mới không có cái app kia, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ra đến cửa thì điện thoại lại reo lên. Cô vừa nhìn thì thấy cái app kia đang được cài tự động như một bóng ma ám ảnh cô. Cô trở lại xe, xem thời gian còn lại không tới một ngày, lo lắng vô cùng. Lúc này cô nhìn thấy một bóng đen trên màn hình trong xe ô tô. Cô liền quay đầu lại nhìn, bóng đen biến mất. Cô cảm thấy nghi ngờ, bất ngờ. Cô nhanh chóng nhảy xuống xe, bàn tay quỷ cũng biến mất. Chủ nhân của cái xe bị cô đâm phải, vô cùng tức giận mắng cô. Một người da đen đi ra từ cửa hàng điện thoại, nói tài xế của chiếc xe kia cút đi, giải vây giúp cô. Sau đó anh da đen này lấy điện thoại của anh ta đưa cho cô ấy xem, thì ra anh ta và cô cũng phải trải qua một vận hạn. Thế là hai người cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn này. Sau đó bọn họ tới một giáo đường, tìm cha xứ giúp đỡ. Bọn họ kể cho cha câu chuyện mà bọn họ đang gặp phải. Cha nghe xong câu chuyện, nhớ ra một lời nguyền cổ xưa, tương truyền rằng có một lời nguyền có thể khiến người da biết trước cái chết của mình, nhưng không có cách nào thoát được chết, làm con người ta bị giày vò, sống trong sợ hãi cho tới chết. Cha cũng không rõ tại sao lời nguyền lại được gắn trên app điện thoại, một ứng dụng được điều khiển bởi ma quỷ. Anh da đen thắc mắc, cha nói tiếp, muốn phá bỏ lời nguyền cần phải có mã hiệu của app, phải có một cao thủ công nghệ. Lúc này Quyên nghĩ tới chủ cửa hàng bán điện thoại chính là chuyên gia công nghệ. Bọn họ quay trở lại cửa hàng điện thoại, đề nghị trả người tiền để chủ cửa hàng xóa app điện thoại. Người này xâm nhập vào phần mềm, tất cả tuổi thọ của mọi người đều hiện trên màn hình. Nữ chính thấy cả tên của em gái mình, tuổi thọ của cô bé còn ngắn hơn của cô. Quyên hoảng loạn, ông chủ bình tĩnh đổi số mã hiệu, sửa tuổi thọ của mình tăng thêm 60 năm. Số hiệu trên điện thoại quả nhiên cũng thay đổi. Sau đó ông sửa tuổi của nữ chính thêm vài chục năm, như vậy họ có thể sống lâu hơn. Quyên và anh da đen cuối cùng có thể thở phào, tình cảm của hai người dần sâu đậm. Tới đêm khi cô đang ngủ, mơ màng có cảm giác anh chàng da đen đang ôm mình. Lúc này anh da đen từ cửa đi vào. Quyên hoảng loạn, điện thoại lại reo lên. Cô lấy lên xem, thời gian đến ngược lại quay về. Xem ra thần chết đã phát hiện ra hành động của bọn họ. Thời gian còn lại của anh da đen chỉ là 2 tiếng. Làm sao bây giờ? Nữ chính vội vàng ôm chầm lấy em gái. Thế là ba người vội vàng đi tìm cha xứ. Quyên đưa ảnh số liệu đã chụp cho cha xứ xem. Cha xem xong nghĩ ra một cách, chỉ cần có người không chết theo đúng thời gian định sẵn tên app thì lời nguyền sẽ được phá bỏ, đồng nghĩa với việc một trong ba người phải hy sinh bản thân chết trước. Ba người đương nhiên không đồng ý. Cha xứ nói vậy thì chỉ có thể đối đầu với thần chết, bảo vệ một người giúp họ sống sót qua thời gian định trước. Cha xứ lấy muối trộn vào sơn dầu, bảo mọi người vẽ một hình tròn trên nền nhà, tương truyền rằng hình tròn này có thể chặn ma quỷ. Bọn họ đứng trong vòng tròn. Lúc này xung quanh vang vọng tiếng của thần chết. Thần chết đã đến, nhưng hình như cách của cha có hiệu quả. Thần chết bị chặn ngoài vòng tròn, bọn họ đứng nép vào giữa vòng tròn. Đột nhiên anh da đen đột nhiên nhìn thấy người em trai đã chết của mình. Anh đỡ người ra, không cẩn thận bước ra một chân, ngay lập tức bị thần chết kéo ra. Quyên nhanh chóng kéo lại, em gái của cô cũng kéo theo. Thật may Quyên thấy anh da đen vẫn sống. Anh vừa dứt lời nói tôi không sao, anh da đen đã chết. Em gái cũng bị thương khi đuổi theo, vết thương không ngừng chảy máu. Cô đưa em gái tới bệnh viện băng bó vết thương, nhưng thời gian không còn nhiều. Lúc này cô nhớ tới tên bác sĩ biến thái cũng tải app này, đồng nghĩa với nếu làm cho hắn chết trước, lời nguyền sẽ được phá bỏ.
Cô chủ động quyến rũ bác sĩ, đưa anh ta tới phòng kho, dùng gậy đánh vào đầu hắn. Cô cầm mũi tiêm, kim tiêm là thuốc độc chí mạng, nếu tiêm vào người hắn, hắn đột nhiên bị thần chết kéo đi. Thần chết đã cứu hắn, vậy là hết cách. Thời gian của em gái chỉ còn 2 phút, thần chết đã tìm thấy cô bé. Trong thời khắc cuối cùng, Quinn đến, dùng mũi tiêm tự đâm vào tay mình. Cô muốn tự sát để hết trước, phá vỡ lời nguyền rủa em gái. Cô nói lời tạm biệt với em gái. Sau đó, trước mặt thần chết, đâm tiêm vào người, lăn trên mặt đất. Thần chết đỡ cô dậy. Cô nhìn vào mắt thần chết, sau đó chết đi. Thần chết vô cùng tức giận, không cam tâm dần biến mất. Cuối cùng người em gái chạy tới chỗ chị gái, nói chị đừng bỏ em một mình. Lúc này cô vô tình phát hiện trên cánh tay chị có một dòng chữ, Nolan tên một loại thuốc. Thì ra người chị thông minh đã chuẩn bị trước. Cô ấy giấu một loại thuốc có thể tự cứu mình. Người em gái tiêm thuốc vào tay chị. Quả nhiên, Quinn tỉnh lại. Cô ấy đã lừa được thần chết, cứu được em gái và bản thân mình. Một thời gian sau, cô trở lại cuộc sống bình thường. Tên bác sĩ biến thái có bị kết tội, tống vào tù. Mọi thứ trở nên tốt đẹp. Nhưng đúng vào hôm đó, điện thoại của cô lại reo lên lời nhắc nhở của thần chết. Cô mở điện thoại ra xem, cao đao phiên bản 2.0 đã được cài đặt.